Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023, Sửu lo ngại, Thân thăng tiến. Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023, Sửu lo ngại đường tình duyên, Thân thăng tiến chức vụ cao. Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay 4 tháng 4 năm 2023. Tuổi Tý Tử vi vui hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay vận may mắn đến bất ngờ. Sức khỏe chú ý bệnh cảm, công việc, công việc may mắn thuận lợi, làm việc gì cũng thành công như mong đợi, được đồng nghiệp yêu mến cùng bạn hoàn thành công việc được giao. Tình duyên, người tuổi Tý tình duyên gặp đúng người cần gặp, thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện cuộc sống cùng nhau. Tài lộc, tài lộc người tuổi Tý của của dư giả, thường xuyên được mời ăn uống. Sức khỏe, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên cảm cúm. Tuổi Sửu Tử vi vui hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi sửu hôm nay vận trình đường tình duyên gặp cản trở đáng lo ngại. Công việc, người tuổi sửu may mắn hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, làm việc gì tập trung cao độ. Tình duyên, tình cảm đáng lo ngại, thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn của cả hai khó giải quyết, xa nhau. Tài lộc, tài lộc nhờ có đầu óc kinh doanh tốt, nguồn đầu tư sinh lời cao. Sức khỏe, đề phòng các côn trùng nơi du lịch, dễ gây ngứa, đau nhức, tuổi dần. Tử vi hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần hôm nay không gặp nhiều thuận lợi, gặp nhiều cản trở trong công danh sự nghiệp. Công việc, trong công việc người tuổi Dần cố gắng rất nhiều, bỏ nhiều thời gian tìm hiểu công việc nhưng kết quả không được như mong đợi. Có người cản trở đường công danh. Tình duyên, người tuổi Dần tình cảm đôi lúc khó khăn, biết cách cùng nhau vượt qua thì thay đổi được chuyện hai người có quen dài lâu được hay không. Tài lộc, tiền tài tiêu hao, không có lộc ăn uống trong hôm nay. Sức khỏe, uống nhiều thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm. Tuổi Mão, tử vi hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão dễ chấn thương. Hôm nay gặp rắc rối không đáng có. Công việc, công việc người tuổi Mão vướng phải nhiều rắc rối, làm việc thường bị soi xét, kết quả nhận được rất tệ. Tình duyên, yêu xa có nhiều thử thách, cùng người ấy vượt qua ắt sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Tài lộc, có lộc ăn chơi xa cùng người nhà hôm nay, tiền bạc chi tiêu tiết kiệm. Sức khỏe, tìm cách điều trị các căn bệnh nhỏ như đau vai, mỏi gối. Tuổi Thìn, tử vi vui hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn nên tự tin vào chính mình, nên chủ động tìm cách giải quyết vấn đề. Công việc, vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn có khó khăn, loay hoay một mình không có người hướng dẫn, hãy chủ động tìm cách giải quyết những khó khăn đang gặp phải. Tình duyên, khoảng cách địa lý là vấn đề lớn của bạn và người ấy, hãy nói những lời yêu thương cùng nhau. Tài lộc nhờ gia đình có nhiều bất động sản giúp bạn đầu tư nhiều khoản sinh lời cao. Sức khỏe, ăn no không nên chạy bộ hay leo núi rất dễ đau dạ dày. Tuổi tỵ tử vi hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi tỵ tự tin đôi khi quá tự cao. Làm việc nhóm không hợp tác cùng mọi người. Công việc, vận trình công việc người tuổi tỵ vì quá tự tin, tự cao không lắng nghe người khác, xem lại cách làm việc nhóm cùng đồng nghiệp. Tình duyên, chuyện tình cảm người tuổi tỵ trung bình, cả hai im lặng với nhau quá lâu dễ chia xa. Tài lộc, học cao, hiểu rộng nên đầu tư rất biết cách cân nhắc, suy xét cẩn thận không lỗ vốn. Sức khỏe, cấp bù thêm nước, khoáng chất mỗi khi leo núi, tập luyện cường độ cao. Tuổi ngọ, tử vi vui hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi ngọ đường tình cảm của bạn và người ấy gập ghềnh, khó khăn chồng chất. Công việc, người tuổi ngọ hôm nay hoàn thành thời gian làm việc muộn, cấp trên khiển trách, chưa có nhiều phương pháp làm việc hiệu quả. Tình duyên, tình duyên của cả hai gặp gành, khó khăn quay quanh khó giải quyết trong thời gian ngắn. Tài lộc kiếm tiền nhiều hơn ngày thường, được bố mẹ cho tiền đầu tư bất động sản. Sức khỏe, ra đường người tuổi ngọ chú ý sang đường nhìn trước ngó sau. Tuổi mùi, tử vi hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi mùi hôm nay nên cẩn trọng những lời nói ngọt ngào. Đừng tin người lạ. Công việc, người tuổi mùi hôm nay trong công việc chú ý những phát ngôn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói ra trước đám đông. Tình duyên, tình duyên lận đận, người độc thân gặp người lừa đảo thường xuyên nói dối bạn. Tài lộc, tiền bạc khó kiếm được, hãy biết cách quản lý và tiêu dùng có điểm dừng. Sức khỏe, chăm sóc tóc nhuộm đừng để khô, sơ tóc. Tuổi thân, tử vi hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi thân thời vận thay đổi nhờ vào những mục tiêu cá nhân bạn đã tự đề ra. Công việc của công việc người tuổi thân có nhiều thay đổi trong định hướng, vị trí công việc hôm nay có thể thăng tiến xa. Tình duyên, người yêu bạn thấu hiểu và cùng bạn hoàn thành những mục tiêu cá nhân, mục tiêu tương lai của cả hai. Tài lộc, tiền bạc trung bình, nên dành số tiền nhỏ làm công đức. Sức khỏe, đi bơi đừng quên mang theo kính bơi và kem chống ủy viên. Tuổi dậu, tử vi hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi dậu hôm nay tất cả mọi việc chững lại, bình tâm suy nghĩ nhiều việc hơn. Công việc, trong công việc người tuổi Dậu phát triển đúng tiến độ đề ra. Tình duyên, tình cảm không có nhiều thay đổi, cả hai biết nhường nhịn lẫn nhau khi có cãi vã. Tài lộc, đường tài lộc trung bình, đang loay hoay tìm cách kiếm tiền. Sức khỏe, ngồi thiền mỗi ngày giúp bạn suy nghĩ thông suốt và thấu hiểu khó khăn của bản thân hơn. Tuổi Tuất, tử vi vui hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tính cách sôi nổi, đôi khi làm mất lòng người đối diện. Công việc, sự nghiệp người tuổi Tuất không có nhiều sáng tạo, công ty dễ đào thải những ai không chịu phát triển. Tình duyên, chuyện tình cảm có thể vì lời nói khó nghe của bạn mà cả hai chia tay. Tài lộc, có nhiều tài lộc nhưng không biết gìn giữ. Sức khỏe, không nên sử dụng các loại thuốc khẩn cấp khi thực sự không cần thiết. Tuổi Hợi, tử vi vui hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi bận rộn nhiều giúp bạn quên đi những chuyện không vui trong quá khứ. Công việc, người tuổi hợi hôm nay làm việc tập trung, đề xuất nhiều chuyến công tác xa, dành nhiều cơ hội cho bản thân thể hiện. Tình duyên, đường tình duyên không may gặp phải người thô lỗ, cọc cằn mỗi ngày với bạn. Tài lộc, tiền bạc tự bản thân làm ra, không có nhiều may mắn, nên biết cách tiết kiệm khi cần lúc khó khăn. Sức khỏe, khám bác sĩ đều đặn, 6 tháng nên đi khám tổng quát một lần. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm